Vamos. Hả? Xì 3 mét tiêu tới chết luôn. Lên mua ra mana rồi tâm hợp rồi rồi cái kiếm chích cái đao súng hết test vậy kiếm súng hết test rồi giọng âm xong rồi cái nón. Anh thấy có mấy thằng thường mấy thằng AD nó không có lên nó không có lên kiếm súng nhưng mà điểm, thực ra con Ezreal này mạnh mạnh là do kiếm súng á, tại vì cái bộ chiêu của con Ezreal á nó rất là nhiều đam, nó gọi là dư đam luôn, chỉ cần một combo thôi là chết được một con rừng hoặc là AD support. Nếu như mà nó là thuộc kiểu con máu giấy nhưng mà để mà muốn mà bệt chết nó thì em phải quy chúng, quan trọng nhất là phải quy chúng, em quy đéo chúng là coi như mỏ, cho nên là em phải lên kiếm súng để em bù lại cái đam quy. Cần mà em thấy nó trong tầm á em e lên em chích cái kiếm súng xong rồi em đánh thường nó cái hơn là để mà mình muốn ỉa nó ỉa chải luôn rồi, nó thay cho cái combo của con Ezreal á, thay cho cái combo đúp e quy á, thấy không? Bình thường là em đúp e quy, còn đằng này em chỉ cần e lên em đánh thường em chích kiếm súng là coi như là nó bù lại cái đam nó bù lại một phần đam đúp với lại đam quy luôn. Tiền máu. Nó đủ má. Đéo có xíu gì gọi là muốn phản ứng như ta. Con Nautilus nó ngăn cách con Pike với con Kai'Sa xong rồi mà nhìn nó ngu học luôn. Thôi xong. What's up, bitch? Yeah. Cắt kia đụng mẹ nó thằng lồn có lý giá đâu ra vậy? Những đồ tiên sinh hả? Đi hoài vậy? Ôi hiu à ít mẹ tụi mày sai lầm rồi con ơi chạy cái lồ ô hay quá bạn ơi hay quá bạn ơi hay quá bạn ơi bẫy sĩ vô mồm. Mày phải nhắc lại là đó là bẫy sĩ đấy anh em. Xong rồi, game này đẹp mà. Lại một game nữa bắn mãn con nhãn cho anh em rồi. Đó rồi đó. Hên đấy, má hên là anh còn tỉnh táo á, lao lên là anh chết rồi. Lao lên là nó bắn anh đồ mà ý đùn luôn rồi. One shot, one kill. Fuck. Mày. Mạnh nhỉ? Mạnh như trời. Đập chết mẹ nó bạn, đồ má rồi không cặn. Mẹ nó.
tán em nhờ. Cà bú già cà. Rồi xong rồi mày nói từ không. Nói luôn các bạn ơi. Đánh cơ lồn nào cũng win. Mấy thằng support kiểu này đánh phải nó đỡ khổ hơn không? Thiệt thì mày đánh nhau, mà hợp lý kiểu này thì mày có thua tao cũng chịu. Thua là do mình đéo đủ đam vào cái chất tướng mình thua nè. Gặp một support đúp sâu biết. Đánh luôn. Quá chịu luôn, mày mày gái tới tháng. Mẹ thấy anh vừa mới làm gì không? Đố anh em. Đố anh em biết anh mới làm gì. Ai biết anh mới làm gì thì sợ. Chết con mẹ mày đi. Ráng kéo bố mày theo. Lộn. Mẹ cái này khỏe. Con bắt cuối rồi. Cơm bách cuối là cơm bách cuối mà. Cơm bách cực cuối. Bây giờ anh nóp à, chắc anh chuyên thêm trận nữa. Hello em, hello anh em mới vô nha. Rồi giờ anh em mới